Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với cái chuyện audio Mình tiếp tục gửi cho tất cả các bạn bộ truyện Hạo Thiên Trường 411 Các bạn thông cảm nhé Đợt vừa rồi là mình Có một chút việc nên là mình chưa có thể làm được Thì bây giờ mình quay lại làm Tất cả Làm lại full bộ này Rồi rất mong các bạn ủng hộ mình tiếp nha rồi chúng ta cùng nhau đến chương của ngày hôm nay Chương 411 Bảo huyết yêu vương Yêu vương này Toàn thân là bảo vật Ngươi định xử lý thế nào đây Thân ảnh của Phong Ba Bình Lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Lý Hạo Đánh giá yêu vương ở trước mắt Trong lòng không khỏi thở dài Tình hình chiến sự lúc đó Chỉ có hắn và Tống Thù mặc biết không rên rào ẩm mỹ không có nhiều người biết được rằng thật ra yêu vương này là do Lý Hạo giết chết. Rốt cuộc, thiên nhân cảnh giết chết yêu vương tứ lập cảnh, nghe có vẻ quá kinh người. Loại tin tức này cũng được coi là tình báo bí mật, có thể phong tỏa thì cứ phong tỏa. Đối với trạng thái võ đạo kỳ lạ của Lý Hạo, Phong Ba Bình cũng không hỏi nhiều. Lý Hạo là do hắn nhìn lớn lên, nhưng có nhiều chuyện hắn không nhìn thấu Chẳng hạn như là thiên phú của yêu nghiệt này Nhưng những điều đó đều không quan trọng Quan trọng là Lý Hạo vẫn là con chuột con Quen thuộc mà hắn là được Là một bữa ăn ngon cho mọi người thôi Lý Hạo trả lời Phong bà Bình sừng sốt Ngạc nhiên nhìn Lý Hạo Đợi đến khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của thiếu niên Hắn hơi sừng sốt sau đó lại cười sàng sàng Tiểu tử ngươi Đúng là có bản lĩnh Lý Hạo nói Thì yêu vương Chắc là rất ngon đây Chiêu đãi mọi người thì cũng không uổng công họ đến giúp đỡ chứ Đúng là như vậy Phong Ba Bình gật đầu cười Đây không chỉ là không uổng công Nếu biết sớm có thịt yêu vương để ăn Ước chừng sẽ có nhiều võ giả muốn đến hơn Nhưng mà ngoài máu thịt Đạo tâm của yêu vương này Chính là bảo vật Có thể lĩnh ngộ đạo pháp của nó Giúp người sau này bước vào tứ lập cảnh Có nền tảng vững chắc Phong Ba Bình tiếp tục nói lông vũ liều kim trên lưng của nó Là tinh hoa lực lượng của huyết mạch yêu vương cổ xưa Cũng là vật liệu tốt để rèn thần binh Người có thể thu lại Cùng với lòng tiêu kiếm của người đưa đến vạn khí lâu nhờ bọn họ giúp người đúc lại một lần thứ hai đi lý hạo gật đầu hắn cũng đã nghĩ đến những điều này đây là bảo vật quý giá nhất trên người của yêu vương vô số người cầu mà không được chuẩn bị vật chứa một thân bảo huyết của yêu vương này ta cũng có thể sử dụng lý hạo nói đợi nhậm thiên thiên tìm đến mấy cái đỉnh lớn đựng bảo huyết Lý Hạo tiện tay vung lên, lòng tiêu kiếm bay ra, kiếm khí ngút trời lao về phía Hắc Điều. Dưới lấy kiếm sắc bén của thần binh, thân thể của Hắc Ô yêu vương bị chém đứt. Lý Hạo cắt đứt cổ của nó, bảo huyết chứa đựng tinh hoa sinh mệnh rồi rào phun ra, nhưng bị Lý Hạo dùng lực lượng ngự vật bao phủ dẫn nó vào trong đỉnh lớn. Trong quá trình này, Hắn tiện tay dùng lực lượng ngự vật vắt hết dưỡng khí cho những bảo huyết ra, đơn giản ngưng luyện, chỉ để lại dị huyết rèn rệt tanh hôi, chín cái đỉnh khổng lồ bị chứa đầy. Sau đó, Lý Hạo dùng thiết thủy niêm phong lại, tạm thời để sang một bên. Tiếp theo, Lý Hạo làm theo lời của Phong Ba Bình, nhổ những chiếc lông vũ liều kim trên lưng của hắc ô yêu vương. Những chiếc lông vũ này vàng óng Mặc dù yêu vương đã chết Nhưng những chiếc lông có liều quang sắc bén chớp động Lý Hảo thu hết bảy chiếc lông vũ liều kim Sau đó mổ tim của yêu vương ra Trên trái tim đạo tâm cảnh này Có đầy những thần văn Chứa đựng hơi thở mênh mông và bao la Trong đó có những đường vân do lực lượng thiên địa tự nhiên hình thành Nếu có thể ngộ ra cũng có thể hiểu được đạo tâm mà yêu vương này lĩnh ngộ. Lý Hào tìm đến một cái khay bạc khổng lồ, hứng đầy đạo tâm có đường kính nửa mét, những thần thần văn màu vàng sẫm lưu động trên đó. Vẫn chứa được lực lượng cuồn cuộn, cho dù để tự nhiên trong suốt trăm năm cũng không bị hỏng. Ngoài những thứ này, những bộ phận còn lại cũng vô cùng quý giá, nhưng Lý Hạo định lấy ra chia sẻ với toàn bộ võ đạo trong thành. Những chiếc lồng vũ màu đen còn lại, mặc dù không thể chế tạo thành thần binh, nhưng cũng có thể rèn thành binh khí không tệ, đủ dùng đến tiền nhân cảnh rồi. Toàn bộ huyết nhục của nó cũng vô cùng quý giá, nếu ăn sống sẽ có hiệu quả dược lý rất lớn, nhưng ký thức yêu ma ẩn chứa bên trong quá mạnh mẽ, vẫn nên luyện hóa rồi hấp thụ thì tốt hơn. Dù sao thì thể chất của nhân tộc và yêu ma vẫn có chút khác biệt. Tiểu Bạch Hồ thì có thể ăn sống, nhưng từ nhỏ nó đã đi theo Lý Hạo với cái miệng sớm đã trở nên kén ăn, chỉ đồ ăn đồ chín. Việc nhóm bếp nấu ăn cứ giao cho phòng lão. Lý Hạo cười nói, sắn tay áo lên, chuẩn bị đấu nướng hắc ô yêu vương. Phong Ba Bình cũng hứng thú, chuyện này nghe là thật kinh người, Tối nay toàn bộ võ giả trong thành đều có phúc rồi đây Lý Hào điều khiển Long Tiêu Kiếm bắt đầu nhổ lông lọc thịt của yêu vương Nhậm Thiên Thiên phụ giúp Lý Hạo đi khắp nơi tìm đồ đựng Lý Hồng Trang nghe tin thì chạy đến Khi thấy Lý Hạo thực sự cầm kiếm cắt thịt Bên cạnh lại chất cả đống củi to Cùng với cái đồi sắt khổng lồ không biết tìm đâu ra Nàng kinh ngạc đến há hốc mồm. Đây chính là yêu vương đạo tâm cảnh, giá trị thân thể của nó khó mà ước tính được. Nói là một lượng vàng một lượng thịt cũng không có hoa. Thế mà, Lý Hạo lại định phung phí nên như vậy. Hạo Nhi, ngươi thực sự muốn đấu yêu vương mà để ăn sao? Lý Hồng Trang đi đến trước mặt Lý Hạo kinh ngạc hỏi. Lý Hạo quay đầu nhìn nàng. Trước đó, vị tiểu cô cô này cũng đến tàng viện. Trong số những người chiến đấu bên ngoài quan ải, có một phần của nàng Hắn cười với nàng Người thích ăn kiểu gì Sao hay là hấp đây Chương 412 Nhập Linh Lý Hồng Trang không nói lên lời Chấn thủ biên quan mười bấy năm Vậy mà có một ngày Nàng có thể ăn được thịt yêu vương Đây là chuyện ngay cả trong mơ Cũng không có dám nghĩ tới Thấy nhậm thiên thiên khó khăn trong việc tìm đồ đựng lý hồng trang cũng không có ngại ngùng nữa là nữ nhi của tướng môn tính tình của nàng phóng khoáng như là nam nhi lập tức vẫy tay gọi phó tướng huyết sắt quần đến rất nhanh đội đấu nướng đi theo huyết sắt quần quanh năm đã đến bưng bát đũa đồ đựng cùng với nhiều loại gia vị khác nhau thấy lý hạo đang xử lý xác yêu vương những tướng sĩ của đội quân nấu nướng đều kêu la cảm khái bản thân được mở rộng tầm mắt. bọn họ muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng đều bị Lý Hạo từ chối, chỉ để cho bọn họ phụ giúp làm việc phân loại nguyên liệu là được rồi. nấu món này Lý Hạo thích tự mình toàn quyền kiểm soát hơn. tháo từng cái đùi, cái cánh của yêu vương xuống, Lý Hạo lại cắt thành từng khối nhỏ. Lòng tiêu kiếm đứng đầu trong mười đại danh kiếm, lúc này đóng vai là một con dao làm bếp dưới sự điều khiển của Lý Hạo rất thuần thục, nhanh chóng phân giải xác của yêu vương. Đây là nguyên liệu cao cấp, Lý Hạo không khỏi cảm thấy tiếc nối Nếu bình cảnh phanh nhấm đạo của mình mà bị phá vỡ, nấu yêu vương tứ lập cảnh, không biết có thể tăng thêm bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Ít nhất cũng phải bài bài vạn chứ. Mặc dù đây là lần đầu tiên nấu cơm tập thể, nhưng Lý Hạo không hề qua loa tùy tiện ngược lại còn vô cùng nghiêm túc. Mang theo vanh nhẫm trì tâm, hắn cố gắng làm cho từng món ăn đều tinh tế và ngon miệng. Vì vậy, làm thế nào để nấu tốt bữa cơm tập thể cũng là một thử thách khó khăn. Lý Hào toàn tâm toàn ý vào đó, nhiệt độ từ ngọn lửa dữ dội do củi đốt khó có thể hầm như thịt tiểu vương, sao thì lại càng khó hơn. Lý Hảo vừa nấu vừa cảm nhận cừu đập của nguyên liệu làm cho nó mềm ra dễ chín hơn khi cần thiết hắn còn dùng cả từ tiêu trưởng mà để tăng nhiệt hiện tại hắn đã bước vào cảnh giới cực hạn của võ đạo tông sư nhiều công pháp trước đây phía sau đều có thêm một loại trạng thái công pháp khác đó chính là tiền đạo mượn tiên lực thi triển khiến cho công pháp cơ có thể bộc phát ra uy lực mạnh hơn từ tiêu trưởng thượng phẩm này cũng biến thành tiên lực từ tiêu trường nhiệt độ bốc hơi nó có thể tạo ra dễ dàng tan chảy yêu ma thiên nhân cảnh gặp phải yêu ma tam bất đổ cảnh cũng có thể gây ra sát thương cực lớn lúc này dùng để nấu ăn đối với lý hạ mà nói giống như là được thần trợ giúp vậy trong quá trình đấu đướng này ý chí còn sót lại trong huyết dục của yêu vương tình toàn xuất hiện Lý Hạo đều dùng thần niệm mà đánh tan Những chấp niệm trong lỗ chân lông của yêu vương Đều đang dần tiêu tan Trong quá trình tiêu tan này Lúc đầu Lý Hạo vẫn chưa nhận ra Nhưng sau đó đột nhiên có cảm giác rất đặc biệt Bản thân nguyên liệu như có hương vị siêu phàm Phanh nhấm đạo lục đoạn Khiến cho tay nghề nấu nướng của Lý Hạo Đã đạt đến đỉnh cao của vị giác Đầu lưỡi tận hưởng được đến cực hạn ngay cả ở trong những nhà hàng tốt nhất trong Hoàng thành thánh đô, lý hảo cũng có thể lên bếp mặc tạp dề làm đầu bếp chính. đây không phải là giới hạn của nghệ thuật nấu nướng mà chính là nhập linh. lý hảo đột nhiên nhận ra rằng muốn nhập linh không chỉ đơn giản thuần là nấu nguyên liệu mà là nấu một thứ khác vượt ra khỏi những gì thân xác có thể cảm nhận được. đó chính là linh hồn của nguyên liệu phanh nhẫm đạo của lý hạo đã sớm đạt đến lục đoạn nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là chủ công của phanh nhẫm đạo đầu tiên này lấy đó mà nhập linh mà lúc này chỉ là hành động vô tình một lần nấu nướng hứng khởi nhưng đột nhiên khiến cho hắn như chạm đến bình cảnh xa vời kia lý hạo dần dần quên mình hắn không còn xóa bỏ chấp niệm trong huyết nhục kiều vương này nữa mà là dùng ý chí của mình an ủi nó khiến cho nó từ trạng thái gào thét giận dữ dần dần trở nên bình hòa chấp niệm đó vẫn còn đang động lại trong nguyên liệu lúc này hắn nấu không còn là huyết nhục mà là tàn hồn của hắc ô yêu vương tàn hồn của hắc ô yêu vương đã sớm bị xóa bỏ tàn hồn này có thể coi là hồn phách chỉ là cảm xúc suy nghĩ vô thức vì vậy hầu hết chấp niệm đều tỏa ra hơi thở tàn bạo và khát máu nhưng bây giờ dưới sự cải tạo từ thần niệm của Lý Hạo, nó dần trở nên dịu dàng, ẩn sâu trong nguyên liệu. Đồng thời, những chấp niệm này cũng trở thành một loại vật chứa, giống như lỗ trần lồng trong huyết nhục, có thể hấp thụ được gia vị, nước dùng, mang lại sử dụng cho vị giác. Mà chấp niệm này cũng như vậy, Lý Hạo truyền những suy nghĩ biết ơn đối với nhiều võ giả trong chấp niệm, để cho nó hấp thụ, sau đó chìm vào nguyên liệu. Không biết từ lúc nào Trong mắt của Lý Hạo dần hiện ra từng bảng thông báo Kinh nghiệm đấu nướng cộng 2712 Kinh nghiệm đấu nướng cộng 2539 Kinh nghiệm đấu nướng cộng 2934 Hắn đã bước ra khỏi một bước kia Phanh nhóm đạo nhập linh. Bên cạnh cổ phanh nhóm đạo cũng đã bị phá vỡ theo đó Một lần nữa có thể thu hoạch được giá trị kinh nghiệm đấu nướng nhưng bây giờ, Lý Hạo đã toàn tâm toàn ý tập trung vào việc đấu nướng bỏ qua những lời nhắc nhở này. Giống như tâm cảnh của hắn khi ngộ ra cực hạ tông sư không tìm kiếm được mới có được. Chương 413 Những thứ quý giá nhất trên đời thường không cần phải cầu xin mà có, mà là tự nhiên mà có. Giống như là sự sống, từ khi còn trong bụng mẹ nào cần ngươi mở miệng chứ giống như là ánh nắng phổ chiếu ánh trong mặt trời thay đổi lại cần gì ngươi phải cầu xin núi non sông nước đều có quy luật tự nhiên nếu cầu xin chính là đi ngược dòng nước để nước dưới chân núi chảy ngược lên đỉnh núi dựa vào sức người to lớn cũng có thể làm được nhưng không được lâu dài mà tối cao chỉ đạo tự nhiên mà thành chính là như vậy tâm tư của lý hạo nhập linh ở họa đạo nhập linh ở thủy điếu đạo nhưng chỉ riêng phanh nhấm đạo lại không đạt hy vọng kết quả lại tình cờ thành công khi mặt trời lặn xuống dáng chiều như là khuôn mặt ửng hồng của thiếu nữ phủ kín cả bầu trời tất cả võ đạo võ giả ở trong thành nhận được tin tức đều tụ tập trong thành hương thơm ngút trời đã tỏa ra bao phủ toàn bộ thành thương nhai ngay cả những lão giả như là tinh túc quan đã nghiên cứu quy tắc khắc trận pháp trên tường thành cũng người thấy ồ mùi gì vậy hạ hương lan kinh ngạc ngẩng đầu lên chu nhẽ cái kiếc mũi ngọc của trắng nõn kia người thấy mùi thơm truyền đến từ trong thành không khỏi ngẩng đầu nhìn những cách đó quá xa cảnh giới của bản thân lại quá thấp không thể thấy rõ Hình như là vì thiếu gia kia nấu còn yêu phương Chiều đãi tất cả mọi người Bên cạnh Một vị học chính thế xuất thần hồn lên không trung Nhìn thấy và nghe thấy động tính ở xa Trên khuôn mặt hơi đờ đẫn Cũng lộ ra vẻ kinh ngạc Cái gì? Nấu yêu vương? Những người khác đều ngây người Lão già tinh cốc quan cũng hơi nhỏ mắt ngừng đầu nhìn tự lẩm bẩm à, về công tử kia đúng là điên thật hạ hương lan nghĩ đến thiếu niên ôn chu như ngọc trong tiểu viện hơi ngẩn ngơ rất khó liên tưởng đối phương với việc nấu yêu vương hoàng dã trong thành tại hiện trường đã chuẩn bị rất nhiều bàn ghế đội đấu đướng giúp bưng thức ăn từng đĩa thịt yêu vương được bưng lên thì sao gan hấp gân hầm vân vân một con yêu vương được lý hạo chế biến thành hơn 50 món ăn các món ăn đều không trùng lập có món nóng có món nguội còn có bánh nướng điểm tâm làm từ gân thịt trộn với các nguyên liệu khác tổng cộng làm khoảng 100 bàn mỗi bàn hơn 50 phần trong ánh hoàng hôn lý hạo lau mồ hôi trên trán cùng với phong lão ngồi một bàn bắt đầu ăn không có lời phát biểu nào cũng không có lời cảm ơn nào tất cả cảm xúc đều được gửi gắm vào bàn ăn nhưng lý hồng trang vẫn thay mặt lý hạo lên sân khấu nói một số lời cảm ơn sau đó tuyên bố bắt đầu khi thức ăn vào miệng Hương vị bùng nổ trên đầu lưỡi, cảm xúc ý niệm của Lý Hạo truyền vào từ những chấp niệm của yêu vương, trong món ăn cũng theo đó mà chuyển đến. Ngay lập tức, Tất cả mọi người đều được tấm lòng biết ơn nồng nhiệt của thiếu niên Giống như là sư va chạm giữa linh hồn với linh hồn Thậm chí còn hơn cả lời nói Trong đó có một số nữ tử khá nhạy cảm Vừa ăn vừa đỏ hoe vành mắt Cả buổi tiệc chỉ còn lại tiếng bát đũa va chạm vào nhau à, Cái tên tiểu tử người Phong Ba Bình như tưởng lệ gặp một ít thịt cháo lên ăn rất nhanh Chẳng miếng thịt cay thơm Còn có thứ gì đó bay ra Khiến cho hắn có một loại cảm giác khó tả Giống như một luồng ý thức Trực tiếp truyền vào đáy lòng Không cần giao tiếp bằng lời nói Hắn lại có thể đếm được tình cảm nồng nàn ở bên trong Đây không còn là một món ăn đơn giản nữa Lý Hạo bảo nhậm thiên thiên chuẩn bị một số hộp thức ăn mang đến cho mọi người của ti thiên giám trên tường thành Lúc này Hắn ăn những món ăn do mình làm Uống chút rượu Mặc dù hắn không thể hấp thụ được lực lượng tinh hoa Trong huyết nhục của yêu vương Nhưng những người khác Nhưng hắn cũng có thể nếm được hương vị Thực sự là cũng không tệ Lúc rảnh rỗi Lý Hạo mở bảng thông báo ra xem Để xem thử Thấy vành ấm đạo từ lục đoạn tăng lên thất đoạn Không khỏi nở một nụ cười Cảm giác này không phải là kinh ngạc Mà là một nụ cười thỏa mãn Như là nước chảy thành sông Phải nhấm đạo nhập linh Cũng khiến cho Lý Hạo tìm ra cách nhập linh Của họa đạo và các đạo khác Tuy nhiên vẫn cần phải thử nghiệm thêm Dù sao nói Và làm là hai chuyện khác nhau Dù thế nào Thì bây giờ hắn cũng có thể tiếp tục Tăng điểm rồi đây Trường 414 Trường trống vì vậy, hầu hết chấp niệm tỏa ra hơi thở tàn bạo và khát máu. Nhưng bây giờ, dưới sự cải tạo từ thần niệm của Lý Hạo, nó dần trở nên dịu dàng, ẩn sâu trong nguyên liệu. Đồng thời, những chấp niệm này cũng trở thành một loại vật chứa, giống như lỗ chân lông trong huyết nhục, có thể hấp thụ gia vị và nước dùng, mang lại sự hưởng thụ cho vị giác. Mà chấp niệm này cũng như vậy, Lý Hạo truyền những suy nghĩ biết ơn đối với nhiều võ giả vào trong chấp niệm để nó hấp thụ, sau đó chìm vào nguyên liệu. Hắn đã bước ra khỏi một bước kia, phanh nhấm đạo đã nhập linh. Những thứ quý giá nhất trên đời thường không phải là cầu xin mà có, mà tự nhiên mà có. Giống như là sự sống, khi còn trong bụng mẹ, nào cần ngươi mở miệng, mà để có được giống như là ánh nắng phổ chiếu Mặt trăng mặt trời thay đổi Lại cần gì ngươi phải cầu xin chứ Ngoài thiên môn quan Về phía bắc 3.000 dặm Nơi đây có một con sông xích thủy Nước sông màu đỏ rẫm Dưới đây hồ có rất nhiều đá đỏ Là nơi sinh sống của yêu ma dưới nước Bên bờ hồ có một ngọn núi Dưới chân núi có một túp lèo cỏ trong vùng hoang vu này Có một lão giả nhàn rỗi thường ngồi ở đây Là một yêu ma tam bất hủ cảnh Tự xưng là xích thần Xích thần ra lệnh cho yêu ma trong phạm vi ngàn dặm con sông xích thủy này là tổ địa của hắn Vốn là một con xích huyết mãng trong sông Cắn nuốt nhật huyệt 300 năm Tu thành nguyên giao Sau đó lại đi khắp nơi kiếm ăn mà săn bắt Cuối cùng đạt đến tam bất hủ cảnh như hiện là hiện tại mà lúc này Xích thần trước túp lều cỏ lại đang run rẩy quỳ trên mặt đất Bà bóng dáng ngồi nghỉ bên túp lều cỏ Toàn thân đều tỏa ra uy áp khổng lồ Mặc dù cố ý thù liễm Nhưng vẫn khiến cho xích thần run rẩy trong lòng Không biết tại sao Lại chọc vào ba yêu vương này Lý giả chết tiệt Lão giả chết tiệt kia Tiểu quỷ chết tiệt này Yêu vương vạn trơn nắm chặt tay Hai mắt đỏ ngầu tờ hồn hền Hắn bị thương nặng Lúc này đang đè nén thường thế Cũng đang đè nén cơn giận dữ Mối thù giết con chưa có báo được Còn mất thêm một huynh đệ Ngoài ra Mời hai người bên cạnh cũng phải trả giá rất lớn Yêu mà giới trướng cũng đã chết sạch Nền móng xây dựng ngàn năm ở vạn yêu vương Toàn bộ đều tan thành mây khói trong lòng của hắn hận thiếu điên kia đến mức gần như là phát điên. Lão già lý già đó xuất hiện ở đây. Vậy thì phòng thủ bên trong của phủ tân tướng hẳn là rất yếu. Nghe nói, lý già có hai vị lão bất tử. Một người không biết ở đâu, một người khác chấn giữ từ đường. Đáng tiếc là, bây giờ truyền tin ra ngoài, e cũng là đã muộn. Chúng ta sớm tính đến điểm này, nếu liên hệ với Thánh Cung hoặc Long Môn trước, nhân lúc chúng ta trấn sát tiểu tử đó, để cho bọn họ mai phục bên ngoài thành Thanh Châu trước, nhân cơ hội này có thể đánh úp được một trận. Thành niên áo mạc nhỏ mắt nói, trong mắt có chút bực bội, đây là cơ hội ngàn năm có một. Không chắc đâu, quyền thánh giám xuất hiện ở đây có khả năng sẽ mời hai lão nương mà đi gả từ sớm của Lý Gia về mà trông coi giúp đấy. Bên cạnh Long Chủ hơi lắc đầu rồi nói. Hương Trì, Lão Gia hỏa trong tử đường đó cũng không phải là hạng soàn gì. Nếu Thanh Cung và Long Môn chịu liên tổ ra tay thì còn có hy vọng. Sao? Bọn họ bí mật tiếp xúc từ lâu rồi. Thanh Nhiên áo bạc thốt ra tin tức kinh người nói. Những người đếm thị chúng ta trước đó, ngươi tưởng chỉ dựa vào thái hư cảnh có thể triệu tập được hay sao? Nếu ta không có đoán sai, thì bây giờ bọn họ đã bắt đầu liên tổ rồi. Đại vũ thần triều này cũng định cắt ra 10 châu mà để chúng ta thoải mái một chút chứ. Cái gì? Bọn họ hợp tác rồi. Long chủ sừng sốt, có chút kinh ngạc nhìn thiếu niên áo bạc Mấy thế lực này không can thiệp vào nhau, cũng âm thầm cạnh tranh làm đối thủ nhiều năm. Vậy mà cũng có một ngày liên tục với nhau sao? Tại giờ đó bà khơi lắc đầu không có nói gì thêm đỡ đói. Trước tiên, hãy nói về chúng ta bây giờ. Hẳn sẽ nhanh chóng đi qua quản ngại Trấn Diêu Tì để chúng ta vào danh sách tùy đã. Đá. Cái đám cậu vật của Trấn Diêu Tì này khiêu ra cũng rất nhạy. Chúng ta tiếp tục đi cùng nhau hay là chia tay đây? Nghe vậy Long Chủ và Yêu Vương Vạn Sơn đều không lên tiếng. Nếu cùng nhau đi, ngươi định đưa chúng ta đến thánh cùng kìa sao? Long chủ nhìn hắn rồi hỏi. Tại vì áo bạc hơi gật đầu, tờ dài. Ngày trước rời khỏi thánh cung, vốn muốn sống nhàn nhã một chút, không ngờ lần này vì chuyện của lão ca Vạn Sơn lại buộc phải cúi đầu mà đi trở về. Ngoài thánh cung ra Ta không muốn đến đại hoang thiên Những kẻ ở đó cũng quá đáng sợ đi Yêu vương vạn sơn ánh mắt lạnh lùng Trong lòng hắn vẫn đang đau buồn Vì không thể là báo thù vào cái chết của huynh đệ Hai người bên cạnh đã suy nghĩ đến đường lui Và nơi ẩn trú rồi Nói chăng ra Chỉ là vì giao dịch trước đó mà đến Nào quan tâm đến tâm trạng của hắn chứ ta không có hứng thú với thánh cùng còn ngươi nếu ngươi muốn đi thì cũng nên đến lòng môn chứ yêu vương vạn sơn nói với lòng chủ lòng chủ hơi gật đầu thở dài nói đến lòng môn cũng không phải là chuyện tốt trước kia lòng môn ngỏ lời mời ta ta muốn tự do một chút nên không có đồng ý bây giờ mà xám xịt đi qua cũng hơi khó cỏi định yêu vương vạn sơn cười lạnh một người nói muốn nhàn nhã, một người nói muốn tự do, đều là thứ vớ vẩn thôi, chỉ là cảm thấy lợi ích không đủ mà thôi. Kết quả tệ nhất của hành động lần này không phải bọn họ không dự liệu được, đều đã sớm nghĩ đến đường lùi xấu nhất rồi. đã như vậy, hai về đều có nơi về, thế thì chúng ta tạm biệt ở đây đi. yêu vương vạn sơn nói, giờ hắn cũng đã bị thương, nặng hơn hai người bên cạnh rất nhiều. Đối với việc ba người cùng đi, trong lòng hắn cũng có chút kiềng kỵ. Về ngươi thì sao? Định đi đâu? Thái hư cảnh sao? Long chủ hỏi, yêu vương vạn sơn gật đầu. Ra đến nước này cũng chỉ có thể vậy thôi. Nghe cái đám người kia đều như là kẻ thanh tâm quả dục, lánh đời. Long chủ nghe được sự mỉa mai trong lời của hắn. Chỉ không biết là nhắm vào Thái Hư Cảnh Hay là nhắm vào hắn Cũng không có để ý nói Thái Hư Cảnh sắp tấn công Lương Châu Đến lúc đó Người cũng có thể nhân cơ hội Mà để báo thù Báo cái giấm hả Yêu vương bạn Trơn ánh mắt lạnh lùng Lộ tác tác chiến của cái đám người kia Là trực tiếp bỏ qua thiên môn quan này tránh cây định này Đang định ăn no trước rồi tính tiếp Chỉ là một đám ngu ngốc mà thôi Hắn thầm nghĩ ở trong lòng Nhưng không có nói ra Nếu không lỡ truyền đến tái hư cảnh bên kia Tự mình chuốc lấy phiền phức lớn Bọn họ lánh đời nhiều năm như vậy Lần này xuất sơn Dù sao cũng phải là ăn một bữa đò để trước chứ Nghĩ cũng là hiển nhiên mà thôi thanh niên áo bạc nói ngay sau đó hắn đứng dậy nói đã thế ta đây chúc hai vị thuần buồm xuôi gió hy vọng lần sau gặp lại chúng ta vẫn có thể cùng nhau mà uống rượu ăn thịt được thôi bà chúng ta quen biết nhiều năm cũng coi như là có chút giao tình đi long chủ cười nhẹ trông có vẻ là hòa ái thanh niên áo bạc cười nhạt không có nói gì thêm nữa liếc nhìn dích thần đang quỳ trên mặt đất không ngoảnh đầu lại quay người mà bay đi Long chủ thấy vậy nói với yêu vương vạn sơn lão ca ta ta cũng đi đây hẹn gặp lại yêu vương vạn sơn hơi gật đầu long chủ nhìn xích thần nói người có muốn theo ta đến lòng bồn không miệng của dích thần đắng ngắt hắn cũng đã thủ luyện hàng nghìn năm trước kia từng đi khắp nơi những thế lực yêu ma mà bấy vị đại yêu vương này nhắc đến hắn đã đều nghe qua trước kia cũng nhận lợi được lời mời của những thế lực này chỉ là hắn không đồng ý lý do giống với những yêu vương kia muốn nhàn nhã một chút hắn canh giữ tổ hòa này đã bốn năm trăm năm ở đây tham công ngộ đạo rất là tự tại nhưng hiện tại hắn có thể cảm nhận được khi long chủ yêu vương nói chuyện ánh mắt nhìn hắn có ý là ám chỉ nếu hắn không đồng ý rất có thể hắn sẽ mất mạng. Bao yêu vương này bị đại vũ thần triều truy nã, bản thân hắn lại biết tung tích của bọn họ tuyệt đối là không thể sống. ta, ta đồng ý. Trích thần cúi đầu biết ơn nói, nhưng trong lòng lại đắng chát. Được, đã như vậy, theo ta đi. Ơ ờ, ơ, ờ, có có thể để 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 ta thu dọn một chút không? Được. Một lát sau. Long chủ liền dẫn xích thần rời khỏi nơi này. Chỉ còn yêu vương vạn sơn vẫn ngồi trước túp lều cỏ, sắc mặt lại vô cùng u ám. Đột nhiên, một làn gió nhẹ thổi đến từ từ hiện ra từ sau lưng của hắn, hóa thành một bóng dáng mặc áo trắng. Yêu vương vạn sơn hơi đổi sắc mặt nhưng không quay đầu lại. Lần này ngươi dây ra tai họa lớn, còn định một mình hành động sao? Bóng dáng áo trắng bình thản nói <laughs> Là hắn bảo người đến đưa ta về sao Trong mắt của yêu vương vạn thơn lộ ra vẻ chế diễu Chỉ cần ngươi nguyện ý chạm trừ ma tính Gieo trồng thiện căn Vẫn có thể được độ hóa thôi Bóng dáng áo trắng nói Người chắc chắn chưa từng mất nhi tử nhỉ Yêu vương vạn thơn cười lạnh Bóng dáng áo trắng hở hững nói nhưng đó cũng không phải là nhi tử đầu tiên của người đã chết chứ nhưng hắn là nhi tử cuối cùng của ta yêu vương vạn sơn đột nhiên quay người gầm lên hai mắt hắn đỏ ngầu trưng mắt nhìn bóng áo trắng trước mặt ta không thể nào lại bồi dưỡng ra được một nhi tử thông minh như thế người có hiểu không người cũng biết từ chất của nhi tử của ta đáng sợ đến mức nào chỉ cần cho nó thời gian Thậm chí nó có thể thống nhất cả tộc đàn Thứ thánh cùng chó má gì cơ chứ Long môn gì chứ Đều phải quy dưới chân nhi tử của ta mà nghe lệnh thôi Bóng dáng áo trắng đối mặt với tiếng gầm của hắn Nhưng lại không hề biến sắc Chỉ bình tĩnh nói Nhi tử của ngươi tùy thông minh Nhưng muốn đạt đến trình độ đó Ít nhất còn phải vượt qua ngàn năm nữa mà tình hình hiện tại xem ra Chỉ sợ là không đợi được đến ngàn năm đâu Yêu vương vạn sơn tức giận nhìn hắn Nhưng cũng biết Điều đối vương nói chính là sự thật Muốn đạt tới cảnh giới đó Ít nhất là phải ngàn năm Như vậy đã được coi là thần tốc rồi Hắn hít sâu một hơi Kim ném cơn giận trầm giọng nói Ta không thể theo ngươi về được Ta phải báo thù Ta còn phải tay huynh để mà báo thủ đỡ chứ Ngô người hoàn cố không nghe Thật sự là muốn chết mới thôi sao Ánh mắt bóng dáng áo trắng trở lên lạnh lùng Yêu vương vạn trơn cười lạnh một tiếng Nhìn hắn đói Nếu người muốn ngăn cản ta như vậy Vậy thì cứ thử xem đi Bóng dáng áo trắng nhìn hắn một lúc Mới chậm rãi nói mà tính của người quá nặng Không chịu hối cải Nếu người vẫn cố chấp không nghe Ta không quản được Nhưng có một số công pháp Người đừng có mà thi triển trước mặt ở người khác Nếu Đừng có mà trách chúng ta đến bắt người về Yêu vân vạn rất lạnh mặt không có nói gì Đây là một thánh tâm bảo phù Người giữ lại làm bảo vệ tính mạng đi đây là cơ hội cuối cùng của người đấy. Bóng dáng áo trắng đưa ra một bảo phù ánh sáng xanh đen, lạnh lùng cảnh cáo, sau đó bóng dáng hắn lóe lên rồi biến mất. Yêu vương vạn sơn nhận lấy bảo phù, ánh mắt trở nên u ám, cười lạnh nói. Thật coi ta là một con chó sao? Lão tử tu luyện vạn năm, ta là vương, là vua của núi rừng, là một con đại yêu ma. Hắn căm hận nhìn về phía nam Đó chính là hướng thiền môn quan Cuối cùng Hắn xoay người bay lên trời Khi vượt qua dòng sông xích thủy dưới chân Hắn giận dữ giơ tay vỗ một cái Ma khí trong lòng bàn tay cuộn cuộn Tràn vào con sông lớn Một số yêu ma đang nô đùa vui vẻ trong đó Đột nhiên hoảng sợ Kinh hoàng nhìn lên bầu trời Lúc này có những tiếng cứu mạng vang lên, có yêu ma kinh hoàng kêu cứu nhưng giọng nói của nó đã bị nhấn chìm. Chớp mắt, toàn bộ dòng sông xích thủy biến thành huyết hà, màu đỏ tươi từ trên cao xuống giống như là một giọt huyết lệ ngoằn ngoèo trên mặt đất. Còn bóng dáng của yêu vương vạn trơn đã biến mất khỏi vùng trời này. Không lâu sau. Khi hắn rời đi, bông răng áo trắng xuất hiện trên công trung. Hắn cúi đầu nhìn dòng huyết hà dưới chân, lầm bẩm một câu, tự nói. Đây cũng coi như là trừ yêu diệt ma trăng Ngày hôm sau, Lý Hảo đưa chín bảo đỉnh huyết của yêu vương cho Lý Hồng Trang tìm người hộ tống đưa về Thanh Châu. Đây là ân tình thứ hai hắn trả cho Lý Gia. Mặc dù nghe nói đối phương đã không còn ở Thanh Châu, nhưng không sao, chỉ cần đồ vật trở về tòa viện đó là được rồi. Tiếp theo, chỉ còn lại một lời hứa cuối cùng chấn thủ ba năm. Hiện tại đã trôi qua hơn nửa năm, sắp đến mùa xuân rồi, còn hơn hai năm nữa. Gió tuyết bên ngoài bên quan đã ngừng, nhưng gió lạnh thấu xương thêm hai tháng nữa vùng đất phía nam sẽ đón những cơn mưa xuân mà lương châu thuộc về phía nam của đại vũ thần triều vì vậy mùa xuân ở đây sẽ sớm hơn một chút so với yến châu thành thương nhai vẫn còn được xây dựng và hoàn thiện các tòa dân cư trong thành cũng được xây dựng liên tục những người của tư thiên giám đang xây dựng pháp trận trên tường thành lý hạo thì bay ra khỏi thành đếm một ngọn cô sơn cách thành trăm dặm hắn bố trí ám tuyến xung quanh sau đó gọi bảng hệ thống kiểm tra thuộc tính của chính mình hiện tại nhục thân đạo ngự đạo kiếm đạo quyền đạo của hắn đều đã đến lục đoạn thân pháp đạo là tam đoạn còn thủy điếu đạo họa đạo đều là lục đoạn kinh nghiệm cũng sắp đầy rồi đánh cờ thì ngũ đoạn âm luật tam đoạn thi thư tam đoạn điều khắc cũng đạt đến tam đoạn là lý hạo trong nửa năm nhàn rỗi mà mài rũa kiếm nành heo nâng cao chiếc nành heo kia được mài thành hình dạng kiếm chỉ là có long tiêu kiếm kiếm nành heo hoàn toàn trở thành đồ trang trí hắn có thể nói là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật cộng thêm và nhấm đạo hiện đã bước vào thất đoạn điểm kỹ nghệ mà hắn tích lũy được hiện tại là 33 điểm đã dùng hết 27 điểm còn lại 6 điểm. Điểm kỹ nghệ dồi dào, còn thân pháp đạo vẫn kẹt ở tam đoạn. Là vì thi thư và âm luật, hắn vẫn chưa có thời gian mà để đắm mình nghiên cứu, đột phá lên tứ đoạn. Không có được tâm cảnh mới giúp cho thân pháp đạo phá vỡ bình cảnh tam đoạn, nên tạm thời vẫn kẹt ở đây. Tuy nhiên, hiện tại trong mục tâm cảnh của thanh thuộc tính Ngoài những tâm cảnh tiêu hao như là kỳ tâm Còn có thêm một viên tâm cảnh mới Không nghi ngờ gì nữa Lý Hạo chọn sử dụng viên tâm cảnh này cho nhục thân đạo Trước tiên nâng cao cảnh giới của bản thân cái đã Theo lời nhắc cộng điểm Lý Hạo chọn sử dụng Sau đó điểm ký nghệ biến mất Đồng thời nhục thân đạo từ lục đoạn đột phá lên thất đoạn sự tiến triển đã là không thấy Trong nháy mắt vô số thông tin hùng hồn ập vào trong đầu Lượng thông tin nhận được lần này khiến cho Lý Hạo cũng cảm thấy hơi chóng váng Nhưng với thể chất hiện tại của hắn Những thông tin này sẽ không khiến cho hắn đau đầu Chỉ là lượng thông tin khổng lồ Giống như là nhét kiến thức 100 cuốn sách vào cùng một lúc Lý Hào bình tĩnh tiêu hóa và hấp thụ những thông tin đó. Trong quá trình dung hợp và hấp thụ, cơ thể của hắn vô thức thay đổi và điều chỉnh. Theo những thông tin đó, toàn bộ xương cốt và máu thịt đều chậm rãi nhúc nhích. Lúc này, theo viên điểm kỹ nghệ này được đầu tư vào, thông tin của ba cảnh giới đều được hiển thị. Một hồi lâu sau, Lý Hạo mở mắt. Hắn đứng dậy, những công pháp về nhục thân trên bảng thuộc tính trước đây lúc này đều đã lột xác đạt tới trình độ cao hơn trước rất nhiều nhục thân kỹ bách kim phu bách luyện kim cương chân thái công pháp hạ phật này vốn chỉ tùy tiện luyện tập khi nhục thân đạo lục đoạn đã lột xác thành tượng phẩm hiện tại lại tiếp tục lột xác bách luyện bất hoại thể bất động oanh phương siêu phàm so với thạch phu bách luyện ban đầu cái tên gọi đã thay đổi hoàn toàn quan trọng nhất là lý hảo đã nhìn thấy một cảnh giới mới ở phía sau vượt qua tối cao vượt qua chân thái là cảnh giới siêu phàm nhập linh siêu phàm lý hảo lập tức lĩnh ngộ và thông suốt nếu nói chân thái là thể hiện của công pháp đạt tới đỉnh cao của phạm tục thì cảnh giới siêu phàm đã không còn thuộc vào khái niệm của công pháp bình thường nữa lý hảo hít sâu một hơi đột nhiên thi triển ý nghĩ sâu xa của công pháp này bất động minh vương Bỗng nhiên, thiên địa như nổi lên gió lạnh, máu thịt toàn thân của Lý Hạo chuyển động như vô số khối nhỏ phồng lên và tụ lại. Mỗi tác da thịt đều có những khối cơ lớn bằng móng tay đang ngưng tụ và chuyển động. Cuối cùng, bề mặt thân thể của hắn trở nên to hơn một chút so với trước, từ chiều cao 1m8 hiện tại đạt tới gần 2m. Thể tích này không thể so sánh với yêu ma, nhưng một luồng uy thế tỏa ra từ người của hắn lại đáng sợ hơn cả yêu ma. Những lực lượng và cơ bắp dục thân tụ lại dường như là pháp họa thành một loại pháp văn huyết nhục trên người của hắn. Phía sau hắn, ẩn hiện một bóng hình hư ảo cộng sinh với lực lượng của thiên địa. Bóng hình hư ảo đó như là thần hồn, như là pháp tướng, cao 8 mét sừng sững đứng đó hai tay chấp lại như là một vị thần an tĩnh cúi đầu không nói nhưng lại tỏa ra khí tức khiến cho gió cũng phải ngừng thổi không có dám quấy dày đó là công pháp này khi luyện đến cảnh giới siêu phàm hiển lộ ra sức mạnh siêu phàm vượt qua công pháp gốc ứng hợp với lực lượng vĩ đại giữa thiền địa hình thành nên một lực lượng khác lý hảo giơ tay chậm rãi đẩy ra một trường về phía trước. Bóng hình bất động minh vương sau lưng hắn cũng chậm rãi giơ lòng bàn tay lên đẩy về phía trước. Nhưng uy thế mà hai người đẩy ra lại hoàn toàn khác nhau. Bóng hình đẩy ra dường như là cả thiên địa hóa thành nước biển và vải dày bao phủ. Đẩy ra cực kỳ chậm chạp nhưng lại có một loại uy thế vạn người không thể cản. Trên mặt đất, cách đỉnh núi 200 mét, chậm rãi lõm xuống một dấu tay khổng lồ. Không có tiếng va chạm, chỉ bị nghiền hát từng chút một lõm xuống. Rất nhanh, trên mặt đất xuất hiện một dấu tay có đường kính 4-5 mét. Còn Lý Hạo thì cảm thấy gần như là không tốn chút sức lực nào, chỉ cần giơ tay lên. Lý Hạo hít sâu một hơi, cảm nhận được lực lượng cuồn cuộn trong cơ thể. Đôi mắt của hắn bắn ra tia sáng, có một loại xung động muốn tìm đại yêu vương mà để chiến đấu. Lúc này, sau khi hắn luyện tập xong, cảnh giới nhục thân của hắn cũng đã lâu không thấy xuất hiện dấu hiệu tăng lên. Tất nhiên, sự lâu không thấy này đối với Lý Hạo, đối với người khác từ thiên nhân cảnh đạt tới tam bất đủ cảnh, trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã phá vỡ bình cảnh, đột phá, ngay cả hát kịch cũng không có dám hát điều vậy sẽ bị cho người ta lật đổ sân khấu mất. Nhưng vào lúc này, chướng ngại đó tự nhiên biến mất như là băng tuyết tan chảy. Từ cảnh giới tông sư, lục địa Thiên nhân cảnh chính thức bước vào tam bất thủ cảnh. Hơn nữa, trực tiếp vượt qua bất tử cảnh, đạt tới bất hoại cảnh. Nhục thân của hắn đang lột xác, lực lượng thiên địa tràn vào, không ngừng đập vào nhục thân của hắn. Ngọn núi này bị lực lượng giữa thiên địa bao vây, như là gió lốc bao quanh, bao phủ toàn bộ ngọn núi. Hơi thở hùng hồn khiến cho mọi người trong thành thương nhai, cách đó chằm dặm cũng có thể cảm nhận được. Không ít người vội vã đến điều tra. Còn nhậm thiên thiên chờ ở dưới trần núi, lập tức chặn mọi người lại, để họ không quấy rầy Lý Hạo. Nghe tiểu cô nương nói là Lý Hạo đang tu luyện, những võ giả mới yên tâm. Trước đó còn tưởng rằng yêu ma gì tấn công, Tuy nhiên, trong lúc yên tâm, nhìn thấy năng lượng gió lốc này, họ không khỏi cảm thấy chấn động và kinh ngạc. Đây là kỳ tài ngàn năm có một của đại vũ triều tu luyện sao? Đây chẳng phải là hấp thụ sức mạnh của thiên địa như là uống nước hay sao? Bởi vậy mới có thể cách biệt lớn với bọn họ. So với lý hạo, tu luyện của bọn họ giống như là ăn cơm, đếm từng hạt, một bữa một hạt, còn lý hạo lại bưng cả đĩa, ăn ngấu nghiến cả bàn. Lý Hồng Trang thì cũng vội vàng đến, biết được là Lý Hạo đang tu luyện thì thở vào nhẹ nhõm, sau đó lập tức phong tỏa nơi này để những người đến xem mà rời đi. Mặc dù những võ giả đó đều là những người đến mà để giúp đỡ trước đây, nhưng liên quan đến việc tu luyện là chuyện cực kỳ bí mật, ngay cả nàng nếu không phải tò mò cũng nên tránh né. Tuy nhiên, trước đó đã từng xem Lý Hạo tu luyện giờ phút này hồng trang đã có sự chuẩn bị tâm lý còn ở đám mây bên ngoài ngọn núi phòng lão cũng cầm bình rượu nhỏ vốn còn đang nhàn nhã tình thoảng uống hai ngụm nhưng giờ thì đã dừng lại hắn ngây người nhìn ngọn núi đó trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc Ê, cái tên tiểu tử này đột phá đến tầm bất thủ cảnh rồi sao Tầm bất thủ cảnh mười bốn tuổi <laughs> Dù cho Phong Ba Bình đã từng trải, có đủ sức chịu đựng, nhưng hiện tại cũng không khỏi giật giật khóe mắt. Về sau, chẳng lẽ còn chưa đầy 20 tuổi, tiểu tử này đã bước vào tứ lập cảnh sao? Nghe đến điều này, hắn cảm thấy tim của mình bị đánh mạnh một lần nữa. May quá, chỉ cần ta đủ già, thì không cần phải cùng với thế hệ với cái tên tiểu tử này, không tính là mất mặt đi. Nghĩ như vậy, Phong Ba Bình cảm thấy bản thân đã thông suốt, lại uống một ngụm rượu lớn, chỉ thấy sảng khoái, vỗ đùi, mặt đầy vẻ vui mừng. Còn trên ngọn núi, sau khi Lý Hảo luyện xong bí quyết của bách luyện bất hoại thề, bất động vinh vương, hắn lại tiếp tục luyện các công pháp khác. Thiên giao thánh nhân nguyên tiên, hóa giao trước đây, giờ đã biến thành vạn giao long thể trần long trần thái, Bản thân công pháp này có cấp bậc khá cao Cho nên với nhục thân đạo thất đoạn Vẫn chưa thể ngộ ra cảnh giới siêu phạm của nó Nhưng trần thái của nó Cũng không kém gì bất động minh vương vừa rồi Theo sự luyện tập Huyết nhục toàn thân của Lý Hạo đã chuyển động Những huyết nhục này không còn bị giới hạn Bởi cơ thể của hắn Mỗi một bộ phận huyết nhục Dường như đều chứa đựng lực lượng Và ý thức độc lập Thể phách của lý họ tăng vọt, xương cốt phát triển, thiên địa chi lực xung quanh nhanh chóng tưới tắm. Trên cơ thể của hắn lại hình thành từng vảy chân long. Những vảy này đều là huyết nhục tụ tập thiên địa chi lực dường ngưng tụ, đã phá vỡ giới hạn của phàm phu tục tử. Bước vào tam bất hủ sẽ không còn là thân phàm nữa đứt tài tái sinh nhục thân bất thoại chất lực bất duy vân vân thuộc về cấp độ siêu phàm lúc này thân thể của Lý Hạo đã phá bỏ sự trói buộc của hình dạng ban đầu giống như là yêu ma tu luyện đến một trình độ nhất định có thể dùng yêu khí và thuật che mắt hóa thành hình người nhưng bản chất vẫn là yêu ma bây giờ Lý Hạo có thể hóa hình hơn nữa còn là chân thực hơn yêu ma hóa hình không phải là thuật che mắt mà là thông qua sự tái tạo huyết nhục, thay đổi cấu trúc cơ thể ban đầu. Cùng với một một tiếng gầm thấp, đôi mắt của Lý Hạo bắn ra kim quang kinh người, đồng tử hóa thành xích kim sắc, hai tay biến thành vuốt, thế mà cơ thể lại biến thành một chân long có thân hình nhỏ nhắn. Đây chính là cảm ngộ phi phạm mà nhục thân đạo thất đoạn mang lại. Vượt qua sự hiểu biết thông thường của tăng bất thủ cảnh đối với nhục thân, theo sự thay đổi của thân hình, 4 vạn tám nghìn lỗ chân lông trên của người của hắn biến thành 9 vạn sáu nghìn chân lông, tốc độ hấp thụ lực lượng thiên địa tăng vọt. Lý Hạo lập tức kiểu ra, không hổ danh là long tộc cường thế, cấu trúc cơ thể bẩm sinh, tốc độ tu luyện không phải là thân người có thể so sánh được. Quan trọng là lực lượng hấp thụ được thông qua những chiếc vầy cũng có thể chuyển hóa thành nhanh chóng trong cơ thể. Một số yêu ma Cấu trúc cơ thể cực kỳ dễ hấp thụ lực lượng, nhưng kinh mạch trong cơ thể lại yếu ớt. Nếu hấp thụ quá nhanh, cơ thể sẽ đổ tung rồi chết. Vì vậy ngược lại còn cần phải chủ động làm suy yếu tốc độ hấp thụ lực lượng. Như vậy mới đạt được sự cân bằng. Đây cũng là nguyên lý vạn vật tương hợp âm dương. Nhưng long tộc thì khác, thô bạo và đơn giản, hấp thụ nhanh, tiêu hóa còn nhanh hơn. Chớp mắt, khí tức trong cơ thể của Lý Hạo lại tăng lên, từ bất hoại cảnh đạt tới bất truy cảnh. Cùng với việc phá vỡ bình cảnh, đâm tùng cánh cửa sinh mệnh trong thân thể, khí thức sinh mệnh mãnh liệt tản ra từ trong cơ thể lý hạo, tuần hoàn nuốt vào thở ra bên ngoài, sau đó lại rút về cơ thể. Luồng lực lượng sinh mệnh này dần dần lắng xuống các huyết đạo vào huyệt huyết nhục trên khắp cơ thể, hóa thành một nguồn lực lượng bất truy. Luồng lực lượng bất truy lan tràn khắp toàn thân, có thể kích hoạt trong lúc nguy nan khiến cho toàn thân bùng phát lực lượng lớn nhất bình thường mà nói tranh lệch giữa ba cảnh giới của tam bất thủ là cực lớn bất từ cảnh phá vỡ phạm thai có thể cuột chi rồi tái sinh nhưng bất hoại cảnh căn bản sẽ không có bị tổn thương cơ thể giống như là thân binh lợi khí ra tay có thể không kiêng rè đồng thời cũng không cần phải cân nhắc đến tổn thương của công pháp đối với bản thân có thể thi triển nhiều công pháp đến mức độ bạo lực hơn. Như vậy, về khả năng bộc phát thì đương nhiên mạnh hơn bất tử cảnh, gần như là nghiền ép gấp đôi. Còn bất thuy cảnh lại là giải phóng hoàn toàn, tương đương với hai cái mạng cùng một lúc. Còn có thể thông qua việc giải phóng lực lượng vô tận, thi triển tuyệt chiêu vượt quá giới hạn chịu đựng bình thường của cơ thể. Đây cũng chính là sức răn đe đáng sợ của bất thuy cảnh. Lúc này, hai lần tu luyện công pháp lý hảo đã đạt tới tam bất thủ định phong nhưng lý hảo có thể cảm nhận được còn lâu thì mới tới đạt được cực hạn thực sự nếu nói các cảnh giới khác đều có cực hạn thì tam bất thủ cảnh cũng có cực hạn tam bất thủ là tu luyện cơ thể đến giai đoạn siêu phạm nhập thánh thay đổi ra thịt là bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong tu hành lý hảo cũng muốn tìm hiểu xem cực hạn của tam bất thủ cảnh là gì hắn không dừng lại tiếp tục tu luyện công pháp thân thể thứ ba bắt đầu dựa vào nhục thân đạo lục đoạn suy diễn ra công pháp thái sơ tản thiên tầng thứ năm là thái sơ thể lấy công pháp làm tên cũng coi như là viên mãn nhưng bây giờ theo cảm ngộ của nhục thân đạo thất đoạn tràn vào công pháp này lại lặng lẽ diễn hóa một lần nữa biến thành thái thượng thể thái sơ quy bản thái thượng độc tôn đều nói thái sơ là tu luyện lực lượng quy nhất thì thái thượng chính là siêu thoát một ngụm thiên khí trong cơ thể của lý hạ phun ra thông với sức mạnh của thiên địa luyện hóa bản thân huyết nhục toàn thân như là được tiêm vào thần tính ẩn chứa ánh sáng màu vàng kim lỗ chân lông như có sóng vàng cuộn cuộn huyết nhục toàn thân đang nhanh chóng lột xác lực lượng trong cơ thể cũng không ngừng tăng lên theo đó khí thức sinh mệnh ngưng tụ trong cơ thể của hắn càng thêm đồng đậm không ngừng lật ngược ngưng luyện cùng với bất suy cảnh đều nói tốc độ của tri tái sinh của những người khác cần đến một ngày thì lý hạo chỉ cần một canh giờ nếu lại phối hợp với thuộc tính của thảo quang dưỡng hối có thể mọc ra chi cụt chỉ trong vòng nửa canh giờ theo sự tu luyện của thái thượng thể thân thể của lý hạo cũng trở nên cường hãn hơn không chỉ là khả năng tự chữa lành mức độ bất phôi của thân thể cũng đã vượt qua tam bất thủ cảnh bình thường một lát sau, năng lượng xung quanh Lý Hạo ngừng bùng nổ, hơi thở phiêu giật hào sảng tản ra từ các lỗ chân lông trên toàn thân Lý Hạo. Thái thượng thể tu hành, cấp bậc, trần thái. Cơ thể của hắn độc lập ở đây nhưng lại giống như là một luồng ánh sáng khúc xạ dạ xa xôi chiếu vào, có cảm giác đứng giữa thế gian nhưng lại siêu thoát khỏi thế gian. Thái thượng thể tu hành là một loại thể phách không phải là lực công kích mà là phòng thủ. Những hiệu quả phòng thủ cực kỳ khoa trương, siêu thoát độc tôn nhiều công pháp, kỹ nghệ không thể áp dụng lên người. Trong tình trạng Lý Hảo thả lỏng toàn thân, không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, hắn đi giữa cơn mưa như chút nước, lại không dính một giọt nước vào người. Hơi thở phun ra từ lỗ chân lông trên khắp toàn thân sẽ khiến cho bụi bậm gió tuyết xung quanh tự động mà tránh ra. Khi bị tấn công, thân thể sẽ phòng vệ theo bản năng, quyền cước binh khí khó có thể chạm vào. Nếu giao chiến với cùng cảnh giới, toàn lực kích phát trạng thái thái thượng thể, thậm chí trong thời gian ngắn có thể hóa thành mục tiêu không thể bị đánh trúng, siêu thoát vạn vật. Lý Hạo không biết nếu trạng thái thái thượng thể này gặp phải cường giả đạo tâm cảnh, bước đầu của tứ lập cảnh thì bên nào mạnh hơn, bên nào yếu hơn. Sau khi hắn thu công, Lý Hạo đột nhiên cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đang hơi rung động, dường như có thứ gì đó muốn chui ra từ trong cơ thể. Một cảm giác nóng rực mãnh liệt xuất hiện, toàn thân như là ở trong lò lửa bắt đầu cuồn cuộn không ngừng. Lỗ chân lông trên toàn thân của hắn đang đang hô hấp, thở dốc, phun ra hơi thở nóng gian. Toàn thân mơ hồ phủ lên một tầng ánh sáng màu vàng sẫm. Theo tốc độ khí huyết cuồn cuộn tăng nhanh, tầng ánh sáng màu vàng này càng thêm trói lọi cho đến khi một loại vật nào đó được mở ra đột nhiên trong một hơi thở lực lượng toàn thân của lý hạo như là bị kích nổ đột nhiên thân thể căng chặt một luồng lực lượng cuồn cuộn xuất hiện huyết nhục của hắn biến thành màu vàng ròng thị giác thính giác đột nhiên tăng vọt đôi mặt có thể xuyên thủng hư không nhìn thấy nơi xa hơn xa gấp bảy tám lần khoảng cách ban đầu tính giác trở nên nhạy bén hơn tiếng chân côn trùng bò ở trong rừng cách xa hàng chục dặm hắn đều có thể nghe thấy hơn nữa như tiếng vọng trong đầu hiện ra hình dáng của con côn trùng đó cùng với hình ảnh dấu chân bò trên tuyết bùn đời não của lý hạo cũng trở nên thanh tình nhưng lại mang theo một loại cảm giác hưng phấn và ham muốn hủy dệt mãnh liệt trong lòng lý hạo kinh ngạc đây không phải là đặc điểm của thái thượng thề hắn nhanh chóng kiểm tra bản thân rất nhanh đã biết được nguyên nhân. Dường như hắn đã đạt tới cực hạn của thông lực cảnh. Trạng thái kỳ lạ lúc này chính là trạng thái tiến vào ngắn ngủi sau khi đạt tới cực hạn của thông lực cảnh. Lý Hạo cảm nhận được một chút lực lượng thân thể. Trước kia, khi tu luyện Minh Ngọc chân Ma Công, lực lượng thân thể của hắn đạt đến 5, 6, 10 vạn cân, nhưng bây giờ tăng vọt đến 1 triệu cân. Cơ thể của Lý Hạo co lại, từ hình dạng chân long biến thành hình người, cảm giác căn chặt và bành trướng toàn thân càng thêm rõ ràng hơn. Đây chẳng lẽ là cực hạn của thông lực cảnh sao? Nhưng hình như ta có thể vượt qua cực hạn này, lực lượng thân thể còn có thể tăng lên. Lý Hạo cảm nhận được máu ở trong toàn thân cuồn cuộn, lực lượng thân thể đang tăng lên từng bước. Từ 1 triệu cân đạt tới 4-5 triệu cân, cuối cùng là 10 triệu cân. Khi đã đến mức độ đó, huyết nhục toàn thân của Lý Hạo biến thành màu vàng nhạt, lỗ chân lông ẩn chứa vô số ánh sáng màu vàng tựa như là ánh sao. Hắn cảm thấy tim đập dữ dội, hơi thở cũng có chút gấp gáp. Lý Hạo khống chế máu trong cơ thể dần dần bình phục, thoát khỏi trạng thái thái cực này. Một lát sau, lực lượng toàn thân của hắn thu lại, trở về một mức triệu cân như trước. Cực hạn của kế hồn cảnh Là thiên địa pháp tướng Cực hạn của thông lực cảnh Là trạng thái kích phát kỳ dị của thân thể sao Ánh mắt của Lý Hạo lóe lên Hắn tạm thời gọi trạng thái này Là thần lực Thông lực cảnh thần lực Từ hiệu quả vừa rồi có thể thấy Hắn có thể tăng vọt lực lượng thân thể Lên 10 lần trong thời gian ngắn Mà không chỉ có lực lượng tăng vọt Nếu chỉ là lực lượng thân thể Từ 1 triệu cân đạt tới 10 triệu cân cũng không tính là gì. Dù sao thì chu thiên cảnh của hoàng tộc tu luyện tuyệt phẩm ích mạch pháp và vận khí pháp cũng có thể đạt tới khí lực 10 triệu cân. Nhưng ở trạng thái thần lực, thể phách thì cũng tăng theo. Hiện tại ở tam bất trụ cảnh tiến vào trạng thái thần lực, huyết nhục xích kim, năng lực tự chữa lành, mức độ bất thoại của bản thân, lý hạo đều gấp 10 lần trước kia. Cụt một cánh tay có thể lành lại trong một giờ, chỉ cần vài phút là có thể ngược tụ lại. Còn ta mất thủ cảnh bình thường, cụt chi tái sinh ít nhất cũng cần một hai ngày, khoảng cách này khá lớn. Trong chiến đấu, cho dù là bị thương nặng, chỉ cần kiềm chế một chút, cơ thể cũng có thể chữa lành. Một lần nữa bùng nổ sức chiến đấu. Như phòng lão, trước kia bị yêu ma tập kích, bụng bị xé rách một lỗ lớn, dùng đan dược để gia trì cũng phải là phải mất nửa ngày mới lành lại. thứ lập cảnh tuy mạnh, nhưng năng lực tự chữa lành không tăng lên bao nhiêu so với tam bất thủ cảnh, dù sao cũng không phải là luyện thể giả. Thông lực cảnh cực hạn sau khi ta diễn luyện công pháp khác, lực lượng thân thể còn có thể tăng thêm lần nữa. Cảm giác trạng thái thần kỷ lực này có vẻ không giống với thiên địa pháp tướng của kế hồn cảnh thì phải. Không phải là cực hạn thực sự mà là một loại ngưỡng cửa gì đó sao? Đạt đến mức ngưỡng cửa này có thể kích phát trạng thái tần lực trong thời gian ngắn. Có lẽ là 360 lần ngưng hồn mà ra thiên địa pháp tướng cũng phải là cực hạn của cái hồn cảnh chỉ là bản thân ta chưa đạt tới trình độ cao hơn mà thôi. Ánh mắt của Lý Hạo lóe lên, nếu như khả năng thứ hai thì con đường tu hành võ đạo này quá là sâu xa. Phải biết rằng ngưỡng hồn bình thường đều không đến 100 lần. 360 lần Đó là kinh thế hái tộc. ngay cả hoàng tộc cũng chỉ là khoảng 160 lần. Xem ra hiện tại thông lực cảnh và kế hồn cảnh đều đã chạp tới cực hạn rồi. Đại mạch của Chu Thiên Cảnh vẫn chưa khai mở hoàn toàn, nếu có thể lại nhập linh nâng cao ngự đạo lên thất đoạn thì sẽ khai mở được toàn bộ đại mạch trên người à còn một cách nữa chính là tìm kiếm thêm ích mạch pháp bổ sung cho nhau từng bước khai mở các đại mạch còn lại đi lần sau khi ta đến thiên cơ lâu xem thử có lẽ có thể tìm được công pháp phù hợp hay không hiện tại là chín mươi tám đại mạch âm dương song mạch thì đã khai mở chỉ còn kém mười đại mạch so với một trăm linh tám đại mạch bình thường không biết rằng sau khi toàn bộ Chu Thiên Cảnh đều khai mở đại mạch sẽ đạt tới trạng thái như thế nào đây? Ánh mắt của Lý Hạo lóe lê lên. Lúc trước khi khai mở âm dương sang mạch, hắn mơ hồ nhìn thấy một luồng kim quang sừng sững như là thiên môn, nhưng lại xa vời vợi. Nếu toàn bộ đại mạch trên người mà được khai mở, có lẽ hắn có thể bước vào và chạm tới. Thông qua quá trình tu luyện, Lý Hạo cũng nhận ra rằng Trạng thái đạt được khi tu luyện đến cực hạn của mỗi cảnh giới mới là chiến lược mạnh nhất. Ví dụ như là lục địa thiên nhân cảnh của thiên nhân cảnh, dựa vào một ngụm tiên khí có thể phi thăng thành tiên, thậm chí có thể giao chiến với thứ lập cảnh. Tất nhiên, việc có thể giết chết thắc ô yêu vương chủ yếu là vẫn dựa vào hoàng sát đồ của hắn thuộc tính tấn công chí mạng một Nếu không, ít nhất thắc ô yêu vương cũng có cơ hội chạy trốn không đến nỗi chết. Nhưng vào khoảnh khắc phi thăng thành tiên hoàn toàn có thể đạt được lực lượng như thế nào mà có thể giết chết đạo tâm cảnh hay không thì vẫn còn là ẩn số. Mức độ hóa tiền trước đó của Lý Hạo huyết nhục thôi giữa hắn cho rằng ở khoảng cách 30%. Khi vượt qua 40%, cơ thể b... căn bản là rất khó có thể tự mình kéo lại và thuộc về điểm giới hạn. Hắn dựa vào phong lão và tống thu mặc giúp đỡ, ngăn chặn thiên địa thì mới miễn cưỡng dừng lại được. Nếu không có ngoại lực trợ giúp thì hắn chắc chắn sẽ chết. Nhưng nói cách khác, trong phạm vi 40%, mặc dù mạo hiểm nhưng phần lực lượng này có thể hy sinh mà để mượn dùng. Đến lúc độ còn sống, đó chính là tuyệt chiêu mạnh nhất có thể lật ngược tình thế. không biết cuộc khán của tam bất thủ cảnh lại là như thế nào đây? Trong lòng của Lý Hạo có thêm nhiều sự chờ mong đợi, cũng mơ hồ có một sự phỏng đoán, chỉ là khả năng đó khiến cho hắn cảm thấy có chút khó tin, cũng càng làm tăng thêm lòng khao khát của hắn. Thu hồi tâm thần, Lý Hạo tiếp tục tu luyện công pháp thứ tư, Long Thiền chân không thể. Công pháp này cũng được suy diễn ra trình độ cao hơn, đã vượt ra khỏi bản thân của công pháp này. Ngoài ra, Minh Ngọc chân ma công, ngũ tạng hỗn nguyên thân mà Lý Hạo thu được từ trước đó cũng đều được suy diễn ra trình độ cao hơn. Bão tố dư thường địa vẫn bao quanh ngọn núi, ngược lại khí thế càng ngày càng nặng nề, không có dấu hiệu tan đi. Từ trong cơn bão năng lượng đó, Phong Bao Bình có thể cảm nhận được thỉnh thoảng lại truyền ra một luồng khí tức khiến cho hắn cũng cảm thấy có chút nặng nề. Còn ở bên ngoài ngọn núi, sắc mặt Lý Hồng Trang ngưng trọng, Mấy vị phó tướng quân huyết sát bên cạnh nàng cũng đều nhìn chằm chằm vào bọn núi đó, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ có thể cảm nhận được thiếu niên bên trong kia dường như đạt tới tam bất hủ cảnh, thỉnh thoảng lộ ra một tia khí tức khiến cho bọn họ có cảm giác kinh hãi, hình như đối phương còn chưa đầy 15 tuổi. Đây chính là thiên tài xuất sắc nhất vượt qua tổ tiên của Lý gia bọn họ trong hàng nghìn năm qua sau. Dưới trần núi, Nhậm Thiên Thiên ôm kiếm nhưng lại ngồi xếp bằng, cơn bão năng lượng bao trùm trên ngọn đối cũng không có tràn ra, không ít bị nàng hấp thụ lại. Khí tức trong cơ thể của nàng không ngừng tăng lên, hồn tướng đang ngưng luyện. Trước đầu gối của nàng, Tiểu Bạch Hồ nằm trên đống tuyết nhưng lại có vẻ ủ rũ. Kể từ khi ăn thịt Tiêu vương, nó luôn ủ rũ không vui. Chỉ có màu mắt là từ màu đen ban đầu chuyển thành màu cam vàng, và màu sắc càng ngày càng đậm hơn trở nên tối rầm có ánh đỏ sẫm lúc này cơn bão đang được tụ lại nó chỉ hơi nhấc mí mắt để nhìn rồi lại nằm trên tuyết như là những luồng năng lượng này tản ra xung quanh nó lại lặng lẽ bị lông trên người của nó hấp thụ việc tu luyện của lý hạo vẫn tiếp tục nhiều công pháp từng cái được luyện tập từng cái được lĩnh ngộ nắm bắt chi tiết từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời chói trang, ký tức trên ngọn núi lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng lộ ra một tia cảm giác khó tả, khiến cho Lý Hồng Trang và những người khác bên ngoài ngọn núi giật mình. Cuối cùng, bên trong ngọn núi như chìm vào sự tĩnh lặng kéo dài. Chúng ta cùng nhau kết thúc tập 41 ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo.